Eurowindow Holding, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả. Đây là chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19:30 trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình hôm nay, mùng 2 tháng 12 năm 2020 sẽ có nhiều thông tin nổi bật như sau. Tạm dừng các chuyến bay thương mại từ nước ngoài. Đại dịch Covid-19 có nguy cơ làm gia tăng số ca nhiễm HIV/AIDS trên toàn cầu. Lãi suất vay mua nhà sẽ tiếp tục thấp trong năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh khởi động lại tuyến xe buýt nhanh số 1 với tổng vốn đầu tư gần 3.300 tỷ đồng. Lời giải cho bài toán không gian sống sáng tạo và tiện nghi. Vượt Apple, Xiaomi trở thành hãng smartphone lớn thứ 3 trên thế giới. Thêm 4.500 tỷ đồng kết nối giao thông các tỉnh Đông Nam Bộ. Vâng, thưa quý vị, tại cuộc họp thường trực chính phủ về Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tạm dừng các chuyến bay thương mại, chỉ thực hiện các chuyến bay giải cứu. Chỉ đạo này được đưa ra trong bối cảnh sau gần 90 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Đến ngày 30 tháng 11, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 4 ca mắc mới, trong đó thì có 1 ca lây trong khu cách ly và 3 ca lây ngoài cộng đồng. Cụ thể, theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các chuyến bay thương mại từ nước ngoài từ nay chỉ thực hiện các chuyến bay giải cứu đối với các trường hợp khó khăn và thực sự cần thiết. Hành khách trên mọi chuyến bay về nước thì đều phải được cách ly 14 ngày. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục dừng các hoạt động không cần thiết, các hoạt động tập trung đông người phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện giãn cách xã hội đối với khu vực có nguy cơ cao và có chủ trương khoanh vùng hợp lý, không giãn cách xã hội tràn lan, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất kinh doanh. Với trường hợp lây nhiễm vừa qua, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xác định đây là vi phạm nghiêm trọng, cần phải có biện pháp xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân liên quan vì vi phạm quy định cách ly phòng chống dịch bệnh. Thủ tướng nhấn mạnh, các tỉnh và thành phố trên cả nước, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, các khu tập trung chú ý vấn đề đeo khẩu trang, tăng cường kiểm tra các chủ trương đã nêu, đặc biệt là đeo khẩu trang và khử khuẩn, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát những nơi có nguy cơ dễ xảy ra lây nhiễm như siêu thị, bệnh viện, phương tiện công cộng, trường học, nhà máy. Những vụ việc đã xảy ra cần rút kinh nghiệm sâu sắc, nhất là ngành y tế. Thưa quý vị, theo chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS, đại dịch COVID-19 có thể dẫn đến khoảng 123.000 đến 293.000 ca nhiễm mới virus HIV và khoảng 69.000 đến 148.000 ca tử vong liên quan đến AIDS trong giai đoạn 2020-2022. Nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS ngày 1 tháng 12, báo cáo mới nhất của chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS, gọi tắt là UNAIDS, cảnh báo đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể dẫn đến khoảng 123.000 tới 293.000 ca nhiễm mới virus HIV và khoảng 69.000 tới 148.000 ca tử vong liên quan đến AIDS trong giai đoạn 2020 cho tới 2022. Trong báo cáo ngày 26 tháng 11, với tiêu đề Đối phó với các đại dịch bằng cách đặt con người làm trung tâm, UNAIDS cảnh báo cuộc chiến chống HIV/AIDS trên toàn cầu đã bị chệch hướng trước cả khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Trong những năm 90 của thế kỷ trước, thế giới đã vạch ra 3 mục tiêu bao gồm đến năm 2020, 90% người nhiễm HIV tự nhận thức được tình trạng bệnh, 90% người nhiễm HIV biết rõ bệnh tình được điều trị và 90% người điều trị HIV có tải lượng virus được ức chế. Tuy nhiên, sự lây lan nhanh chóng của đại dịch COVID-19 đã khiến cuộc chiến chống HIV/AIDS bị chậm lại. Để đưa thế giới quay lại mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, một phần trong mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, UNAIDS đã kêu gọi các nước đầu tư nhiều hơn vào công tác ứng phó với đại dịch toàn cầu và đặt ra nhiều mục tiêu lớn, tham vọng và khả thi trong cuộc chiến chống HIV/AIDS. Theo số liệu của UNAIDS trên toàn cầu, hiện có 38 người sống chung với HIV, trong đó hơn 12 triệu người đang được chờ điều trị. Vâng, thưa quý vị, báo cáo phân tích ngành bất động sản của công ty chứng khoán VN Direct đánh giá thị trường phục hồi diện rộng sẽ giúp thúc đẩy ngành bất động sản trong năm 2021. Và đáng chú ý là công ty này cũng cho rằng trong thời gian tới, lãi suất vay mua nhà khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp để nhằm kích cầu bất động sản. Chuyên gia phân tích tại VN Direct dự báo Việt Nam có thể thu hút nhiều dòng vốn đầu tư và kỳ vọng vốn giải ngân của các dự án FDI sẽ tăng 7% trong năm 2021.
việc thúc đẩy quá trình di dời các cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam sau cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như đa dạng hóa chuỗi cung ứng sau đại dịch, sẽ hỗ trợ và tăng cường dòng vốn vào Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực khu công nghiệp. Đầu tư công cũng đang được đẩy mạnh, đặc biệt là phát triển cơ sở hạ tầng. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường bất động sản và trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng chính từ năm nay trở đi. Hoạt động này còn tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2021 khi chính phủ có kế hoạch thực hiện 3 dự án thành phần thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam vào tháng 9 năm 2020. Một yếu tố quan trọng nữa liên quan đến sự phát triển của thị trường bất động sản là lãi suất vay mua nhà. Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần cắt giảm lãi suất điều hành trong năm 2020 nhằm giúp nền kinh tế vực dậy. Việc này đã giúp giảm áp lực chi phí dự phòng cho các ngân hàng và giảm chi phí lãi vay cho khách hàng. Do đó, các ngân hàng đã đưa ra các gói kích thích như miễn giảm lãi và giảm lãi suất cho vay nhằm đảo ngược nhu cầu vốn thấp của người mua nhà do ảnh hưởng của đại dịch cùng với việc thiếu nguồn cung nhà ở. Tính đến tháng 11 năm 2020, lãi suất vay mua nhà được điều chỉnh từ các ngân hàng trong nước đã giảm 1,8 điểm phần trăm xuống 9,5 điểm phần trăm, mức thấp nhất trong vòng 10 năm. Trong bối cảnh áp lực lạm phát đang hạ nhiệt, VN Direct kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì các chính sách tiền tệ thích ứng trong năm 2021. Mặc dù không kỳ vọng giảm thêm lãi suất điều hành, nhưng có khả năng cao cũng sẽ không tăng thêm trong năm 2021 nhằm mục đích tiếp tục hỗ trợ cho nền kinh tế bằng cách duy trì các chính sách tiền tệ nới lỏng. Theo đó, thì công ty chứng khoán này cho rằng lãi suất vay mua nhà sẽ tiếp tục được duy trì ở mức thấp trong năm 2021 nhằm kích cầu mảng bất động sản. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển giao thông xanh của thành phố, dự án tuyến xe buýt nhanh BRT số 1. Đồng thời, thì thành phố cũng cho biết tuyến xe buýt nhanh số 1 sẽ đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của loại hình giao thông thông minh, trong đó thì hệ thống vé dựa trên thẻ thông minh và vé điện thoại di động. Theo điều chỉnh của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tổng mức vốn đầu tư tuyến BRT số 1 sau điều chỉnh là gần 3.300 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới chiếm hơn 121,2 triệu USD, tương đương với 2.849 tỷ đồng, và vốn đối ứng từ ngân sách thành phố hơn gần 423 tỷ đồng. Tuyến BRT số 1 dài 26 km chạy dọc hành lang đại lộ Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, điểm đầu tuyến tại vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân và điểm cuối tại ga Rạch Chiếc, quận 2. Sau khi bến xe miền Tây mới, huyện Bình Chánh hoàn thành, lộ trình tuyến này sẽ được nối dài đến bến xe. Trong giai đoạn đầu, tuyến BRT số 1 có 42 xe sử dụng khí nén thiên nhiên với sức chứa 60 đến 72 hành khách. Tuyến xe buýt nhanh đầu tiên của thành phố chạy với tốc độ di chuyển 60 km/h trên làn đường riêng được bố trí hai làn sát giải phân cách trung tâm. Giải phân cách bê tông sẽ được dùng để phân cách giữa làn BRT và làn xe khác. Dọc theo tuyến có 28 trạm dừng, 2 trạm trung chuyển, gồm Hải Thượng Lãn Ông và Hàm Nghi, một nhà ga Rạch Chiếc và bãi hậu cần tại Thủ Thiêm rộng hơn 13.000m2. Nhằm tăng khả năng tiếp cận của hành khách tới trạm BRT, 8 bãi đậu xe cá nhân sẽ được xây dựng tại các trạm. Đồng thời, thành phố sẽ xây dựng mới một số cầu bộ hành và cầu vượt kênh, cải tạo cầu bộ hành hiện hữu xung quanh trạm dừng. Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sau khi tuyến BRT số 1 đi vào hoạt động sẽ giúp thời gian vận chuyển ngắn hơn, tiện nghi hơn và an toàn hơn. Từ đó thu hút người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm mật độ lưu thông của các phương tiện giao thông cá nhân, góp phần giảm ùn tắc. Thưa quý vị, hiện nay khi tìm mua nhà ở, khách hàng đã đặt ra những yêu cầu ngày càng khắt khe hơn. Và để thu hút được khách hàng, nhiều chủ đầu tư đã không ngại thay đổi sản phẩm phù hợp hơn, đặc biệt là những vấn đề về chất lượng dịch vụ và không gian sống. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có một lượng khách hàng không nhỏ sau khi nhận bản giao các căn hộ chung cư có sẵn nội thất thì đều muốn đầu tư thêm một khoản để sửa sang theo ý thích và mục đích sử dụng của gia đình mình. Vì vậy mà các dự án bàn giao căn hộ có không gian sáng tạo đang được nhiều người ưa chuộng hơn. Vậy như nào là một căn hộ không có không gian sáng tạo? Mời quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự dưới đây của Invest TV. Đây là một căn hộ có không gian sáng tạo và được hoàn thiện ở mức độ giản lược tối đa. Cửa ra vào, tường, trần được chát thô,
hệ thống kỹ thuật đi ngầm trong tường được hoàn thiện và có đầu chờ để lắp đặt thiết bị. Sàn nhà được cán cốt nền để sau này chủ nhà lát gỗ hoặc lát gạch theo ý thích. Với sản phẩm này, các hộ gia đình có thể tự chọn nội thất theo thẩm mỹ và phong cách riêng của mình sau khi nhận bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư, đem đến sự hài lòng, trọn vẹn, thoải mái tối đa cho chủ nhà. Chính vì vậy mà gia chủ của căn nhà này cũng đã chọn cho mình một căn hộ có không gian sáng tạo thay vì chọn mua những căn hộ bàn giao hoàn thiện nội thất. Ra cái ý tưởng về cái căn hộ này gọi là căn hộ trong mơ thì mình cũng đã suy nghĩ nó rất là nhiều. Ngay từ khi mình mua căn hộ thì mình cũng đã hình dung trong đầu khoảng được 70-80% những cái gì mình mong muốn rồi. Style tổng thể chung này nó là industrial. Đối với bọn chị, vợ chồng chị thì là cái việc nhận một cái căn hộ thô như này thì lại rất là phù hợp. Chị rất là thích. Mình được thoải mái, mình sắp xếp theo ý của mình. Ví dụ như cái việc cái trần này này, cái trần để nguyên trần của chủ đầu tư này này. Nếu mà mình nhận một cái căn đã hoàn thiện rồi thì mình rất là khó, không thể làm được. Thiết kế nội thất đóng vai trò quan trọng trong việc tạo linh hồn cho các công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc là phần xác và phong cách nội thất là phần hồn. Ngoài việc phân khu chức năng các phòng, bố trí các phương tiện sinh hoạt bên trong công trình, thiết kế nội thất còn dựa trên yếu tố khoa học kỹ thuật, mỹ thuật học để phối hợp bố trí và trang trí nội thất để tạo nên một môi trường sống thuận tiện, thoải mái, cao hơn là mang lại niềm tự hào và toát lên được tính cách của chính gia chủ. Giống như chủ căn hộ này là một nghệ nhân điêu khắc, chú Hoài luôn mong muốn được trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của mình trong nhà nên chú đã chọn mua một căn hộ có không gian sáng tạo. Thật ra ý tưởng thì nó phụ thuộc vào cái công năng sử dụng của mình thôi. Nên mình sử dụng giữa cái sinh hoạt gia đình và trong một cái không gian công việc cũng như là cái không gian để mà trưng bày các cái tác phẩm của mình. Bàn giao căn hộ có không gian sáng tạo là một nước đi độc đáo mà chỉ những đơn vị bất động sản hàng đầu mới dám thực hiện. Phương thức này đã mở ra một xu hướng mới cho phân khúc căn hộ chung cư trong tương lai, mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn, thiết kế và kiến tạo không gian sống của riêng mình. Theo nhiều kiến trúc sư, xu hướng chọn những dự án có căn hộ thô để tự tay thiết kế từ A đến Z của nhóm khách hàng cá tính hiện đại đang rộ lên ở cả hai thị trường bất động sản lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi một phong cách nội thất sẽ thổi vào công trình kiến trúc mà nó hiện diện một thần thái, nét thẩm mỹ khác nhau, mang lại vẻ đặc trưng riêng và toát lên được tính cách của gia chủ. Nếu như căn hộ nhà vợ chồng chị Diệu Khánh mang phong cách hơi góc cạnh và cong sườn với gam màu chủ đạo là màu đen của sắt và nâu của gỗ, thì căn hộ của chị Hải Yến lại mang một màu sắc hoàn toàn khác. Căn hộ này thì chị lấy phong cách là hiện đại và sang trọng một chút và ấm áp một chút. Tổng cái chi phí làm căn hộ này thì khoảng hết 600 triệu. Một yếu tố cần được nhắc đến là mức giá. Thông thường, mức giá của căn hộ bàn giao thô sẽ rẻ hơn từ 3 đến 5 triệu một mét. Thế nhưng, số tiền ban đầu bạn cần bỏ ra để được sở hữu một căn hộ không quá lớn. Mặt khác, bạn có thể ước lượng được nguồn tài chính của gia đình để lựa chọn phương án hoàn thiện căn hộ. Thậm chí, bạn không nhất thiết phải hoàn thiện căn hộ từ A đến Z mà có thể hoàn thiện từng góc nhỏ trong khả năng tài chính của gia đình. Hơn 400 triệu thôi mà, gần 500 triệu cả các loại đồ điện, các thứ ấy. Chị vẫn thích là chọn cái căn không gian sáng tạo hơn ấy, tại vì nó thể hiện được cái cá tính của từng người ấy. Bên cạnh những ưu điểm kể trên, khi nhận bàn giao căn hộ thô, cũng có một số hạn chế mà gia chủ có thể dự tính được. Tuy vậy, thật ý nghĩa khi tổ ấm đó do chính gia đình bạn lựa chọn và tạo ra. Theo số liệu thống kê từ công ty nghiên cứu thị trường Gartner cho biết, trong quý 3 năm 2020 vừa qua, đã có 366,6 triệu smartphone được bán ra trên toàn cầu, giảm 5,7% so với 388,8 triệu smartphone được bán ra vào cùng kỳ năm ngoái. Và đáng chú ý thì trong quý này, hãng điện thoại Trung Quốc đã vượt qua Apple để trở thành hãng smartphone lớn thứ 3 trên thế giới, đó chính là Xiaomi. Các chuyên gia phân tích thị trường từ công ty nghiên cứu thị trường Gartner nhận định, mặc dù doanh số giảm, nhưng quý 3 vừa qua đã cho thấy tín hiệu phục hồi của thị trường smartphone khi so sánh với mức độ sụt giảm tới 20% trong quý 1 và quý 2 trước đó. Trước đó, trong quý 2 năm nay, theo báo cáo mới của công ty nghiên cứu Canalys, Huawei đã vượt qua ông lớn Hàn Quốc Samsung để giành vị trí nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới.
Rất nhanh sau đó, Samsung đã giành lại vị trí số 1 trên thị trường smartphone toàn cầu từ đối thủ Huawei. Số liệu từ Counterpoint Research cho biết, Samsung chiếm 22% thị phần điện thoại thông minh toàn cầu vào tháng 8/2020, đánh bại Huawei đang sở hữu 16% thị phần. Trong khi đó, Apple đứng thứ 3 với 12% thị phần, tiếp theo là Xiaomi của Trung Quốc với 11%. Mặc dù có thị phần khiêm tốn, nhưng doanh thu của Apple đạt mức khủng khiếp khi chiếm tới 34% thị trường smartphone toàn cầu. Số liệu từ Gartner cho biết, Xiaomi là hãng sản xuất điện thoại có doanh số tăng trưởng mạnh nhất trong quý vừa rồi, tiêu thụ được hơn 44 triệu máy, chiếm 12,1% thị phần. Doanh số tăng mạnh đã giúp Xiaomi vượt qua Apple để trở thành hãng smartphone lớn thứ 3 thế giới, đẩy Apple xuống vị trí thứ 4. Trong quý 3 vừa qua, đã có 40,5 triệu iPhone được bán ra, chiếm 11,1% thị phần thị trường smartphone toàn cầu. Tuy nhiên, các chuyên gia tại Gartner dự đoán doanh số iPhone của Apple sẽ tăng trưởng mạnh vào quý 4 năm 2020 khi mẫu iPhone 12 chính thức được bán ra trong tháng 10 và tháng 11. Như vậy, iPhone 12 được cho là cứu cánh giúp Apple tăng trưởng trên thị trường smartphone trong quý tới. Vâng, thưa quý vị, trong năm 2021, tỉnh Tây Ninh sẽ khởi công mới và nâng cấp mở rộng 3 dự án hạ tầng giao thông kết nối Tây Ninh với Bình Dương, Bình Phước và các huyện biên giới thuộc khu vực Đông Nam Bộ với tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và trung ương. Thời gian thực hiện dự kiến trong khoảng 4 năm, từ năm 2021 đến năm 2025. Các dự án này từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh, đồng thời kết nối giao thông với các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ. Cụ thể, 3 dự án kết nối giao thông các tỉnh Đông Nam Bộ sẽ bao gồm đường lên tuyến N8, 787B, 789 với tổng chiều dài là 48 km đi qua thị xã Trảng Bàng và huyện Dương Minh Châu, kết nối tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Dự án gồm 4 làn xe, có 6 cầu bê tông cốt thép, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.417 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2021-2025. Dự án thứ hai là đường DT794, đoạn từ ngã ba Cà Tum đến cầu Sài Gòn 2, kết nối qua tỉnh Bình Phước. Tổng chiều dài tuyến 16 km, mặt đường bê tông xi măng rộng 16,5 m, bao gồm 4 làn xe. Dự án dự kiến thực hiện từ năm 2021 đến năm 2024 với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng. Thứ ba là dự án nâng cấp mở rộng đường DT795 đi qua địa phận hai huyện biên giới là Tân Biên và Tân Châu. Tuyến đường có tổng chiều dài là 36,2 km bê tông nhựa. Dự án có tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 564 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021-2024. Ngoài việc ưu tiên đầu tư mở rộng các tuyến đường kết nối với các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tây Ninh đang phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, lựa chọn nhà thầu để sớm khởi công dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Liên quan tới dự án cao tốc này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa hướng dẫn Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu xem xét việc quyết định chủ trương đầu tư của dự án theo hai phương án. Trong đó thì dự án có thể được quyết định chủ trương trước hoặc sau thời điểm luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, cũng như cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Long, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mic Group Việt Nam và Công ty Cổ phần Eurowindow Holding. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế và bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 0823465555 hoặc địa chỉ email banbientap@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.